giới luật Nghiệp chứng mà chúng ta tạo nên không thể được xóa bỏ chỉ bằng sự sám hối đơn giản Bởi vì, vì mọi hành động, tư tưởng và ý niệm của chúng ta sẽ tích tụ trong từ trường của mình Một khi tư tưởng được gửi ra, không thể thu hồi chúng lại Và không sớm thì muộn, chúng sẽ phát triển Do đó, tốt nhất chúng ta không tạo nên nghiệp mới Về phần nghiệp cũ, tôi có thể giúp quý vị tẩy xóa Quý vị phải tự trả nghiệp mới. Nếu quý vị cố ý phạm giới, nghiệp chướng mới thì khác với nghiệp chướng đã tạo trong quá khứ khi quý vị còn vô minh. Vì vậy hãy nghiêm trì giới luật. Nếu chúng ta sát hại bất cứ chúng sinh nào hoặc nghĩ đến việc làm hại ai, một ngày nào đó những tư tưởng xấu sẽ trở lại làm hại chính mình. Chúng ta phải giữ ngũ giới trực tiếp hay gián tiếp chúng ta chịu trách nhiệm cho hành động của mình trong cõi vật chất này không gì thoát được nhân quả nếu tạo nghiệp quả mới quý vị phải gánh chịu lực lượng của minh sư có thể giúp chút ít nhưng luật nhân quả quý vị không thể trốn thoát hãy cẩn thận đừng tạo thêm nghiệp mới giữ ngũ giới giữ thường chai nghiêm túc và sống cuộc đời đạo đức rồi quý vị sẽ ở bên tôi đừng lo, tôi sẽ đến đưa quý vị đi, dù là gì. Chỉ là nếu quý vị không tuân thủ luật nhân quả, quý vị sẽ đau khổ trong đời này. Hoặc quý vị sẽ trì quản lại sự thăng hoa tâm linh. Hoặc quý vị sẽ ở lại một đẳng cấp tâm thức thấp hơn. Lúc tâm ấn, quý vị có năm vị thiên thần. Nhưng nếu chúng ta không tiếp tục con đường cao thượng, thì các thiên thần cũng sẽ rời bỏ chúng ta một hay hai vị hay tất cả họ tùy theo ngay cả thiên thần cấp thấp sẽ không được phép ở lại nếu người đó không xứng đáng không phải mình phạm giới thì người nào đó sẽ hại mình tự mình hạ đẳng cấp của mình xuống rồi mai mốt sẽ phải tự kéo mình lên cũng như học trò đi học mà không siêng năng lại phá phách trong trường này nọ thế nào cũng phải ở lại lớp hoặc bị đuổi Đến khi quá chán ngán thì mới chịu trở vô học lại. Rồi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Phải chứng minh cho thầy cô biết là mình bây giờ đàng hoàng rồi. Khi tôi truyền tâm ấn, trước khi truyền tâm ấn, quý vị biết năm giới trước. Bởi vì chúng ta không thể xây dựng sự vĩ đại và quy hoàng tâm linh trên một thứ dễ lung lai như là hành vi kém đạo đức. Cho dù quý vị có lực lượng, quý vị rất mạnh mẽ, nhưng quý vị không có đủ tiêu chuẩn đạo đức quý vị sẽ chỉ trở thành vị vua ảo tưởng ma dương quý vị không bao giờ, giờ có thể thành phật quý vị không bao giờ có thể trở thành điều gì vĩ đại chỉ có thần thông thôi chỉ cần trì giới sống đạo đức và đức hạnh là tốt cho quý vị và tất cả thiên thần sẽ tôn kính quý vị tất cả ác quỷ sẽ bỏ chạy tránh quý vị vì quý vị sống đạo đức và tọa thiền. Nếu giữ giới lực nghiêm chỉnh, chúng ta sẽ không sợ hãi dù ở bất cứ nơi nào. Tâm chúng ta sẽ an bình và dũng cảm. Đây chính là trạng thái tâm vô quái ngại.